Xin kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý khán giả trong chuyên đề Pháp luật và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Thưa quý khán giả, ma túy từ nhiều thế kỷ nay đã trở thành vấn đề nhức nhối của toàn cầu. Tội phạm về ma túy là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại. Ở Việt Nam, tội phạm về ma túy trong những năm gần đây diễn ra ngày càng tăng, với tính chất và mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng, gây tác hại rất xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội. Chuyên mục Pháp luật và cuộc sống kỳ này mời quý khán giả cùng nhìn lại các chuyên án lớn về ma túy đã được lực lượng công an tỉnh Hậu Giang triệt phá trong thời gian gần đây. Cuối chuyên mục, mời quý khán giả cùng theo dõi phiên tòa xét xử lưu động tại trường Trung cấp Luật Vị Thanh đối với bị cáo Huỳnh Minh Phương về tội mua bán trái phép chất ma túy. Qua đây góp phần nâng cao nhận thức trong giới trẻ về công tác phòng ngừa, đấu tranh về loại tội phạm này. Mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng phòng chống ma túy đã triệt phá, bắt giữ nhiều đường dây sản xuất mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhiều tay trùm cỡ bự của các đường dây này đã xa lưới. Tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy tình hình tội phạm vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang vừa triệt phá một đường dây mua bán tàn trữ ma túy với số lượng lớn từ trước đến nay tại địa phương. Từ vụ việc này lại cho thấy một thực trạng mà chúng ta phải lo lắng, đó chính là những vùng quê vốn dĩ yên bình giờ đã thấp thoáng bóng dáng của cái chết trắng. Nhận được nhiều tin báo tố giác của người dân ở thị trấn 7000, huyện Châu Thành A, vào chiều ngày 12 tháng 4 năm 2017, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Châu Thành A bất ngờ ập vào các điểm trong đường dây mua bán ma túy ở ấp 2A, thị trấn 7000 và xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Tại đây, lực lượng đã phát hiện và tạm giữ 134 gram ma túy đá. Hình thức buôn bán của chúng khá tinh vi và gian xảo, nếu không theo dõi trong một thời gian dài thì khó phát hiện. Việc mua bán hàng chúng không hề gặp mặt trực tiếp mà chỉ trao đổi hàng qua khe cửa sổ. Khi có người nhét tiền vào bên trong thì bọn chúng sẽ giao hàng theo đúng mệnh giá, giá tiền đã nhét vào. Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, bọn chúng cuộn hàng trong các tờ tiền và nhét lại bên ngoài. Với cách làm này, đường dây mua bán ma túy của các đối tượng này đã hoạt động gần nửa năm nay. Đây là chiến công lớn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Châu Thành A trong công tác triệt phá tội phạm. Trước đó không lâu, Công an thành phố Vị Thanh cũng đã chặn đứt một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn do đối tượng Trần Hồng Châu, 46 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Nhận thấy tội phạm về ma túy ngày đang diễn ra phức tạp, các đối tượng mua bán ma túy ở các thành phố lớn có xu hướng dạt về những vùng nông thôn để mở rộng thị trường. Phương thức hoạt động của chúng tinh vi hơn và lượng ma túy bán ra ngày một lớn hơn. Đầu năm đến nay thì thấy rằng xuất hiện số đối tượng ở trên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một cái đường dây và đồng thời đứng chân tại địa bàn của những địa bàn trọng tâm của tỉnh. Với sự quyết tâm của toàn lực lượng, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ để nắm từng di biến động khi đối tượng bộc phát từ địa phương và đối tượng khác đến tại địa phương mình để hoạt động hành vi phạm tội, chúng tôi đã kịp thời để đấu tranh. Ma túy làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình, làm mất đi giá trị đạo đức của con người và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội của địa phương. Bây giờ những vùng quê vốn dĩ yên bình giờ đã thấp thoáng bóng dáng của cái chết trắng bởi tội phạm ma túy đã vươn dòi của mình đến những nơi này. Quý khán giả thân mến, những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã và đang được tất cả các cấp các ngành quan tâm và đưa ra nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh để từng bước đẩy lùi loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Tuy nhiên thì do nhiều lý do, giới trẻ ngày càng có nhiều người rơi vào vòng xoáy của cái chết trắng và trở thành nỗi lo của nhiều gia đình. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Vị Thủy đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại trường Trung cấp Luật Vị Thanh đối với bị cáo Huỳnh Minh Phương về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vị Thủy, vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2016, tại nhà ông Nguyễn Văn Thiện thuộc ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, phát hiện đối tượng Huỳnh Minh Phương đang chiếm giữ 2,9 gram ma túy. Qua quá trình điều tra, Phương khai bản thân là người nghiện ma túy đá và để có ma túy sử dụng, Phương đã mua ma túy từ địa bàn thành phố Cần Thơ, sau đó phân ra cho bản thân sử dụng, phần còn lại bán cho những người nghiện ma túy khác. Từ những chứng cứ nêu trên, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Vị Thủy truy tố bị cáo ra trước Tòa án Nhân dân huyện Vị Thủy về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi trên đây của bị can Huỳnh Minh Phương đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm B, khoảng 2, điều 194 Bộ luật hình sự. Điều 194, tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. 1. Người nào tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức, B. Phạm tội nhiều lần. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy mà bị cáo Huỳnh Minh Phương đã thực hiện là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của nhà nước về các chất ma túy, là nguyên nhân làm phát sinh ra nhiều tội phạm và tệ nạn xã hội khác, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Do đó, bị can Huỳnh Minh Phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Bị cáo Huỳnh Minh Phương phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, áp dụng điểm P khoản 2 điều 194, P khoản 1 khoản 2 điều 46, điều 33 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Minh Phương 8 năm tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày 4 tháng 11 năm 2016, tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày để đảm bảo cho việc thi hành án. Ma túy là một trong những loại đại họa mà toàn nhân loại phải đối mặt và là vấn đề vẫn còn đang nhức nhối, ám ảnh xã hội Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung. Càng gần ma túy thì càng xa cuộc đời, đến với ma túy là đến với sự hủy diệt. Phiên xét xử này đã để lại nhiều ấn tượng cũng như kiến thức học tập trên lý thuyết mà các em học được. Qua đây cũng là bài học lớn dành cho các bạn sinh viên ý thức hơn trước việc tránh xa các loại tội phạm về ma túy. Cái phiên xét xử là thực tế thì nói chung thì vừa cái việc học thì nó cũng rất là về pháp luật thì cũng quy định cũng rất là cụ thể, nhưng mà do những cái cuộc xét xử hôm nay thì rất là nghiêm túc, nghĩa là cũng đưa cái bản thân thì cũng học tập. Cũng là rút cái kinh nghiệm về vấn đề học tập của bản thân mình trong một cái, như đặc biệt là như là cái môn luật thì nó rất là nhiều, nhưng đặc biệt là môn tố tụng sự này. Hôm nay thì dự phiên tòa xét xử thì em thấy những tình tiết ở đây linh động hơn khi em được học ở trường. Nó cho em nhiều cái kinh nghiệm khi mà sau này khi em ra trường có thể làm việc ở các cơ quan này, rút ra được những bài học quý giá khi mà mình ra cuộc sống. Ma túy và tội phạm về ma túy đang là hiểm họa của toàn cầu, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế chính trị, văn hóa xã hội. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy tự ý thức bản thân tránh xa vào con đường tội phạm, đặc biệt là cái chết trắng, đang dần thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Quý khán giả thân mến, để làm tốt công tác tuyên truyền luật phòng chống ma túy, góp phần làm giảm số lượng người nghiện ma túy ở địa phương, mỗi người dân cần phải nâng cao nhận thức về tác hại của các loại ma túy như kích thích tính tò mò, khuyến mãi dùng thử rồi nghiện, lôi kéo ăn chơi, sành điệu của một số gia đình khá giả về kinh tế, lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn kiếm tiền để mưu sinh. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề Pháp luật và cuộc sống kỳ này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên đề kỳ sau. Mọi thông tin ý kiến gửi về chương trình ngoài bì thư ghi rõ, phòng biên tập, chuyên đề Pháp luật và cuộc sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, địa chỉ số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.